Hello. Đây là một chiếc xe đậu kẹo nha các bạn. Horsepower này, xe đậu kẹo container nha. Đây là giọng khách lắm các bạn này. Đây nó có hai ống khóa các bạn này. Chơi này là đẹp nha, nó này phải là đẹp nha các bạn. Wow, looks so beautiful. Hello everyone. Đây là một chiếc xe tôm màu trắng khủng long các bạn. Đây là đầu một chú khủng long ăn cỏ các bạn. Dễ thương nha. Cái bô nó có thể xoay đường, bô này đường bê tông các bạn này. Xoay này. Đây là đường bê tông đó nha.